Đây là cẩm thạch đỏ nhỏ. Đấy. Cành này thì to bằng cái thân cây giá đỗ. Và đây cái cành này, cây này tôi dâm 3 4 cành. Thì 3 cành có thể lấy mầm rồi, cành này cũng bắt đầu lấy rồi. Đấy, cái này là cẩm thạch đỏ. Thằng này không phải là siêu hoa mà cái dòng này là hoa đỏ tươi và là mới ra lõn, nó rất là đỏ các bạn. Thế sau đây tôi lại xin giới thiệu cái giống này, gọi là giống hoa gọi là nhiều màu đấy, gọi là giấy, bây giờ gọi là giấy Thái đấy, hàng nhập khẩu ấy. Đây các bạn thấy cái cành này đúng bằng cái tăm không? Thế sau đây tôi sẽ xin giới thiệu một loại cành cực nhỏ mà cây của tôi vẫn sống, vẫn vẫn lên mầm bình thường, để quý vị các bạn có thể là thấy nó có gọi là xem xét để rút kinh nghiệm thêm được, thì là các bạn có thể là làm cùng. Đây thí dụ như tôi dâm cái lượt này là cái gọi là cẩm thạch trắng, cẩm thạch hoa trắng. Đấy cái cành này rất bé đúng không? Các bạn nhìn ngón tay này nó bằng đây, mà cái cây này nó bằng đây thôi. Có nghĩa là cái này đấy, nó chỉ các bạn chỉ chập 4 5 cái que tăm vào là bằng cái thân cái cành này thôi mà cây vẫn lên đúng không? Tôi lại xin tìm một số cây nhỏ khác nữa. Thí dụ như cây này cành còn nhỏ hơn, tôi dâm 3 cành vào một gốc thì cành này cũng lẩy mầm rồi. Này từ dưới chân này lên đến tận đầu luôn. Đây là cẩm thạch siêu hoa loại lá nhỏ và hoa màu trắng. Đây thí dụ như cây này cũng thế, nên rất là đẹp đúng không? Đấy, cái cành bé tí xíu thôi. Như này nếu mà lên tốt một cái thì là cái đất này lần này chúng tôi dâm ấy, là trong này chúng tôi đã bổ sung phân bón rồi. Nếu lên tốt một cái là chúng ta có thể là được một cái cây ngay. Và nếu chúng ta muốn nhổ lên thì chúng ta cắt lá đi xong ta cho vào túi ni lông để cho nó giữ ẩm cho dễ, ta mang về vùng miền khác ship đi nó cũng đơn giản để chúng ta lại trồng được. Tôi lại tìm tiếp xem còn cây nào nhỏ nữa. Đây thí dụ như cây này thì các bạn ơi chỉ bằng 2 đến 3 cái que tăm thôi. Cây này cũng lẩy mầm đây rồi. Đấy. Cái cành này là cành sát ngọn này, đấy, chưa lẩy mầm được. Còn cành này là cành này là trên của cái cành này thôi. Đấy, cái này là ngọn cùng này. Cái trắng này là hiếm nên là bắt buộc chỉ có cành tăm thôi. Không, mới lại cái giống cẩm thạch trắng siêu hoa này đấy, nó ít cành vượt mà nó hay ra dăm nhiều. Chính vì cái dòng này để ghép cây bonsai đấy các bạn ạ, là rất là dễ, là vì lá nó nhỏ, dăm nó nhiều. Lai mai chúng tôi sẽ ghép lên cây bonsai, vì đợt vừa rồi bận cũng chưa ghép được. Những cây bonsai ở vườn ấy, chúng tôi sẽ đẩy cẩm thạch trắng và cẩm thạch tím siêu hoa lên trên cây bonsai. Vì là cái cây này lá nó nhỏ, mắt dăm nó dày và nhiều dăm. Mà chính cái cây nhiều dăm mà dày mắt ấy thì lại ít cành vượt hơn. Còn giống như là cây cẩm thạch đỏ ấy, thì cành lá nó to, dăm nó thưa, đâm ra là nó sẽ khó làm cho cây bonsai nhỏ được. Đấy, thí dụ như tôi lấy một cái cây này, đoạn cành này thì tương đối to. Có nghĩa là cái chỗ này là to bằng cái que đũa ăn cơm rồi. Còn đoạn dưới to hơn, cái đoạn này là đoạn cành già. Các bạn thấy không, mầm nó ra chi chít này. Nó sát nhau như này đấy. Nếu chúng ta ghép một mắt ghép lên đấy thì chúng ta cắt ngọn nó đi một cái thì lập tức là dăm nó rất là nhỏ. Nó là lá này nó còn nhỏ, có thể nói là nhỏ hơn cả lá giấy Mỹ. Nên là chúng ta ghép vào giấy Mỹ là nó sẽ là rất là đẹp. Nên là chúng tôi đang ươm ở đây và chuẩn bị bo ghép, thì chúng tôi sẽ ghép lên những cái cây bonsai. Khi nào ghép được thì cũng lại xin giới thiệu lên trên YouTube để quý vị và các bạn mua ủng hộ chúng tôi. Thế còn đây là cây cẩm thạch đỏ mà chúng tôi cắt ở vườn. Cái giống cẩm thạch đỏ này tôi dâm nó bắt đầu lên rồi. Cành này thì tương đối to đúng không? Bây giờ tôi lại tìm một cành nhỏ để xem là nó cành, những cành nó đã lên rồi, để các bạn thấy rằng là rõ ràng là nó bé tí mà nó cũng lên. Còn đây là cành cẩm thạch trắng bé tí tí tí, đúng là cái ngọn cành luôn các bạn. Ngón tay của tôi đây đúng không? Cái này chỉ đúng bằng 2 cái tăm thôi. Cái đoạn này đúng bằng 2 cái tăm luôn. Mà đây mầm lá bắt đầu lên rồi. Thế nên là chúng ta có thể tận dụng, mà chúng ta dâm cành rất nhỏ mà những cái khung khoảng ở nhà vườn chúng ta nó nhỏ, chúng ta có thể là dâm cái cành nhỏ thôi. Chơi nó nhiều lúc không phải là cứ to là mới đẹp, nhiều lúc nhỏ nó cũng có cái đẹp của nó. Để tôi tìm xem cái cành cẩm thạch đỏ nhỏ đây. Đây rồi. Đây là cẩm thạch đỏ nhỏ. Đấy. Cành này thì to bằng cái thân cây giá đỗ. Và đây cái cành này tôi dâm 3 4 cành. Thì
ba cành có thể lấy mầm rồi, cành này cũng bắt đầu lấy rồi. Đấy, cái này là cẩm thạch đỏ. Thằng này không phải là siêu hoa, mà cái dòng này là hoa đỏ tươi và là mới ra lõn, nó rất là đỏ các bạn. Sau đây tôi lại xin giới thiệu cái giống này, gọi là giống hoa gọi là nhiều màu đấy, gọi là giấy, bây giờ gọi là giấy Thái đấy, hàng nhập khẩu ấy. Đây các bạn thấy cái cành này đúng bằng cái tăm không? Đấy, to hơn cái tăm một tí thôi là cũng lấy mầm được. Tất nhiên là tỷ lệ những cành nhỏ này mà các bạn là lấy về cái cành nó đã nhỏ ấy, mà như tôi đấy là lấy tận dụng ấy, nhiều lúc là nó bị cái cành, nó bị cái lá, nó cành lá nó ở mé dưới đấy, nó không được gọi là nhiều ánh sáng ấy, thì cái cành cái tỷ lệ đậu nó sẽ thấp. Các bạn lấy cành nhỏ nhưng mà nó là cành mặt, cành mé trên ấy, thì tỷ lệ đậu của nó kể cả gần ngọn, nhưng mà cành nó cũng phải già được khoảng độ 6 đến 8 tháng tuổi, tính từ cái đoạn nó mọc ra đấy, thì là nó phải được tầm đấy thì nó mới lại mầm được. Thế còn cành nhỏ quá thì nó cũng khó. Thế còn thí dụ như đây tôi để lại một tí ngọn lá, cành này thì đúng đến tận ngọn luôn các bạn, tôi cấu cái ngọn thôi, đây là gọi là dâm ngọn, nhưng mà cây cũng vẫn lên được. Thế xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh. Nếu thấy kênh của chúng tôi có hữu ích thì rất mong quý vị và các bạn nhấn chuông hoặc đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.